Hi, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại channel Trendly Gamer. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chơi một cái tựa game mà vô cùng quen thuộc đối với tất cả anh em và các bạn hiện tại đang xem video này luôn. Và đối với các bạn và anh em hiện tại đang xem video này thì mình là một cái nhân vật gà, một nhân vật núp đang núp ở một cái xó xỉnh nào đó, chuẩn bị tập trung farm mà bị rất nhiều anh em quấy phá. Rồi thì mình sẽ bắt đầu luôn không? Thì cũng khá là lâu rồi thì mình không chơi cái tựa game này. Cấp độ của mình hiện tại level 375, mình cũng chả biết cái game này là level bao nhiêu full nữa anh em à. Yên của mình hiện tại là còn có 121.500 yên à anh em à. Quá ít. Để xem coi còn gì nữa không ta. Mình hiện tại đang sở hữu cái đuôi gì nè. Giống đuôi của Kaneki quá anh em trời cục. Wow. Đã ta. Còn cấp độ nào nữa không? Mình nhớ như là ở đây nó sẽ cho mình coi cái cấp độ biến hóa của nó không? Nè, Ken 1 nè, Ken 2 nè, Ken 3 nè. 750, mình nhớ không nhầm á. Là cái 750 này thì cái điểm RC này nè anh em. Mình nhớ không nhầm là cái điểm RC này mình có 13.000 à. Vậy là mình có thể lên được Ken 1, Ken 2, Ken 3. Ken 3 là 50.000, 50.000 RC thì mình có thể biến hóa được ha. Rồi Ken K1 thì 750.000, Ken K2 là 5 triệu, BK Ken 1 là 7 triệu rưỡi. Thì mình thấy có rất nhiều các bạn chơi game này khá là lâu rồi, và anh em cũng đã có BK Ken 1 luôn rồi em. Còn riêng mình bây giờ có 13.000 RC à. Bây giờ đi farm một tí nha anh em. Còn cái điểm của mình nè, mình đang không biết đúng hay sai ha. Thì cũng mong anh em cho một cái đánh giá sơ bộ cho mình về các bạn kỹ năng này. Thì gồm điểm Kagunia đó, 650, mình ăn lên là sức mạnh của cái đuôi của mình đó anh em. Durability, cái này như là sức chịu đựng nè, là tốc độ nè. Còn cái này là anh em bảo á, là nó lướt xa hơn. Mấy clip cũ của mình thì anh em nói như thế, không biết bây giờ là như thế nào, chắc cũng như vậy. Trời, làm gì ông nào ý. Thấy cái một đuôi tôm tớp ha. Đâu phải dễ ăn ngà quỷ ba đuôi. Đi kiếm chỗ farm coi anh em à. Ơi. Trời, cái con gì nghe khiếp vía quỷ thần vậy anh em? Cái con Tara gì đó. Quên cái tên nó luôn rồi. Con đó mạnh khủng luôn rồi nha. Trộn. Tốt nhất là chúng ta đi chùa đi thôi. Ở đó là coi như là quy tiền ngày. Chạy là thượng sách. Ơi. Đuôi đâu? Mọc lên. Ừ. Mày hả mày? Bố láo hả con? Thấy mình cái dí rượt liền anh em à. Nó tưởng đâu đồ dễ ăn. Ồ, bên kia có đùi rít nữa kìa anh em à. Tốt nhất chúng ta nên chuồn đi thôi. Để đùi rít nó mà đập trúng đầu thì chỉ có vỡ não mà thôi. Chạy là thường sách. Chúng ta hãy trốn đi. Oh my god, cái đùi gì nữa kia kìa. Sao toàn là mấy cái đùi lạ không? Oh my god, chạy lẹ. Anh em hiện tại đang lập một cái ghế hoạch trì lùng trên ly. Và hiện tại núp trên ly đang bị tri lùng rất là gắt gao. Trong khi những người rồi anh em không tri lùng mà cứ đè đầu đè cổ tri lùng mình riết à. Chạy. Ở bên đây là một cái chỗ farm vô cùng thịnh hành luôn. Ở đây mình thấy có hai chỗ farm rất là ngon. Theo kinh nghiệm của mình chơi lâu là như vậy. Mà mình chơi lâu rồi đâu bằng những cái đêm kinh nghiệm 3-4 năm. Oh my god, thấy một bạn nào đó khi đeo khẩu trang vô rồi chắc sợ bị nhiễm corona từ mình á. Thấy mình chạy lại là lập tức đeo khẩu trang. Oh my god, cái con quái quỷ gì đây, nó bự gấp 8 lần mình. Mà cái này mà nó giọng xuống một cái thì mình nghĩ là đi chầu dìm giường thôi. Thôi đè đầu đè cổ farm, mong là nó tha cho mình, nó đừng có đập mình. Nó đập mình là coi như là đi chầu dìm giường. Ui, cái gì nữa đây? Toàn là ngạ quỷ đỉnh cao không à. Nó, mình cũng bọc đuôi lên sọt sọt chơi vài ba cái anh em à. Nó à, quên ha. Hình như là mình phải ăn nó mới lên RB đúng không anh em? Đúng rồi, đừng chơi chứ phải RB. Chán thiệt chứ. Đi vòng vòng coi chơi ơi. Ô hên quá. Hên quá mấy bạn này biết mình, không biết mình là từ nãy giờ chắc chim vương chim chúa kiếm mình rồi. Hên. Hên quá. Đừng nha. Đừng ai ra tay hết, cấp độ của mình không có đủ đâu để cho mấy bạn đánh đâu. Mấy bạn đánh là coi như là phủi rùi đập mũi thôi. Hụt. Nó. Không, cái game này chơi farm cũng được nè anh em. Game này farm cũng đã lắm nha.
Game farm sướng lắm à. Mấy game farm farm khó khó vậy mình ơi. Nó chẳng hạn như giờ lên cái đùi 7 triệu rưỡi của BK Ken 1 á. Trời ơi nó sướng gì đâu luôn á. Giác nay cũng phải tập trung đổi game quá đúng không anh em. Chơi game 1B thì anh em xem hoài cũng sẽ chán như con gián ha. Review có nhiêu đó trái quỷ thôi à. Ồ. Ồ đại ca có theo bảo kê không đại ca? Đại ca này bảo kê chắc đại ca đập em chắc em... Em tím tái mặt mày thôi. Em rủ tất cả các bạn vào party trước. Trước khi mà em bị đập tím tái mặt mày. Ui da. Ui cha. Ui cái con này đã thiệt anh em. Ui cái con này là cái trạng thái Tara của thằng nào ở trong Oracle gặp quên mất rồi nè. Nói chung là coi mấy năm trước rồi quên mất luôn rồi anh em. Mà coi lúc mà làm K3 trong công ty. Đọc ốc. Mà làm K3 buồn ngủ đó anh em rồi mở phim. Mà phim thì chắc chắn là nó đâu có mà dạng lồng tiếng đâu. Coi súp mà vừa làm vừa coi mắt là phải đảo lia đảo lẹ. Phải canh thùng nó chạy qua rồi nhét chèn vô nữa. Nó nên là nó không có được chuẩn bằng những bạn mà coi ở nhà. Mà coi nó hết tình tiết của phim. Lâu lâu cứ có những khúc hay á, ngồi tập trung coi bắt đầu thủng chạy qua phải lợi rinh thùng đồ lên nữa. Ôi nó cực lắm anh em à. Rồi bây giờ mình sẽ đi farm ha. Farm này thì bình thường thôi anh em à. Đây nè. Trời ơi Aogiri 19 con 5 con hình mình. Thì theo kinh nghiệm của mình được rất nhiều anh em truyền thụ lại là kêu là mình á là farm mấy con Aogiri thôi. Đừng nên farm là cái con hình mình ha. Con hình mình nó cùi lắm. Đó, chỉ đập mấy farm mấy con này nó vô mặt nó. Cấp độ của mình hiện tại là đỉnh rồi. Có mấy bạn lúc trước mấy bạn treo cái RC này nè. Mình thấy á là bật auto lít rồi đứng yên một chỗ vậy nè anh em lít chọt chọt vậy nè nó. Mà nay lock nó gắt quá à. Mà nay auto lít chắc cái trend của mình chắc bị khóa luôn quá. Nguy hiểm lắm. Tại vì Roblox đang hiện tại á là không cho mình sử dụng những cái phần mềm nào mà bên ngoài vào thì sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều cộng đồng Roblox. Nên là Roblox quyết định là ai mà sử dụng cái phần mềm bên ngoài có thể là trừng trị với một cái mức án thích đáng. Nên là nguy hiểm lắm anh em à. Ôi bây giờ mình giết mấy con này khỏe ru rồi anh em. Đầu yếu đầu. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ mình BK ngu như bò là đây. Không mà bây giờ một phát chết rồi nha anh em, không có ngu nữa nha. Ôi sao anh em biến thành còn là cấp xì ghê gì đâu không à. Ghê. Nhìn ghê quá. Chọt nó. Rồi xong, chuyện gì thế? Đứng máy. Có một hiện tượng lạ là đứng máy nhẹ. À biết rồi, anh em chờ mình xíu ha. Đó, cái kênh Trendly của mình. Rồi, ok. Nó hèn chi chạy mà thấy giật chơi game mà cấu hình máy mình dày mà giật tung chảo là sao? Trời ơi. Nhìn thấy mấy bạn nhìn mấy cái con nhân vật mà cái con nhân vật cơ bản của game đó anh em. Cơ bản của Roblox chứ nó cơ bản của game cũng đúng, cơ bản của Roblox. Mà mấy bạn biến hình lên là thành toàn mấy con ông ngậu ý không à? Toàn ông cứu sơn cứu tổ không? Nó. Tụi là giáp chiến đâu không à. Thôi đừng nên quýnh mình. Quýnh mình cái là mình gục ngã ngay đó mấy bạn. Nguy hiểm lắm. Con mình là cái tinh thần mong manh lắm. Dễ vỡ. Đâu để mình lên thử 50 cái RC thử coi anh em. 50 ngàn chứ. Nói 50 RC thì dễ quá rồi. Đó. Sao ăn lần không có nhiều hết vậy? Có code nào nhập lên RC nhanh nhanh không? Mà như là cái game này từ trước đến giờ mình nghiên cứu á, mình đã nhập code hết rồi. Lúc đầu mà gia nhập cái thế giới Oracle gặp này đó anh em đưa code nhập mỗi tay luôn. Bây giờ không biết là code nào nhập rồi và code nào chưa nhập nữa. Thôi kệ đi. Mình cứ tự lực cánh sinh đi ha. Này chắc nghĩ phải có một cái server VIP quá anh em. Chứ farm ở đây thì biết anh em theo hỗ trợ mình á. Nhưng mà đó, mình yếu quá. Bây giờ dù có rất nhiều anh em mạnh đi hỗ trợ mình đi chăng nữa, thì đi hỗ trợ một cái nhân vật núp á, một nhân vật gà đó,
thì cũng rất là khó bảo kê. Tại vì cái nhân vật gà đó bị ăn một chiêu là đi đời à, nên là anh em cũng rất là khó bảo vệ ha. Chứ không phải như là bình thường mà mình đủ sức để chịu đựng 2-3 phát của đối phương thì anh em có thể bảo vệ mình ok được. Còn này mình một phát là coi như là đi 8 ông trời rồi, còn gì nữa bảo vệ nữa anh em. Ôi giờ mới FS rồi anh em à. Tao đi trả một vụ kiếm yên chơi. Nó farm nãy giờ cũng lên yên quá trời quá đất nè. Nó được 25 RC rồi anh em à. Giờ đi về. Trời ơi ở đây tao gục. Cái gì vậy? Tao gục. anh em thấy gì chưa? Một phát một. Cho dù anh em có mạnh đến mấy thì cũng không thể nào mà kể bao mình được hết. Khó bảo kê lắm anh em à. Nhìn anh em mà có những cái dạng trâu, coi nắm đầu con bự dỗ kìa anh em à. Tao gục. Ui con nhện đó thôi. Tốt nhất là chúng ta nên chuồn đi thôi. Không biết là chúng ta có quay về được chỗ đó hay không nữa, hay là bị đánh sắp mặt đây. Chạy vô thôi. Em xin lỗi mấy anh, em mới làm gì mấy anh đâu. Mấy anh đừng có đánh em sợ lắm. Rồi nhận tiếp nhiệm vụ nữa anh em. Coi cái điểm của mình. Ôi ôi, đâu có bao nhiêu đâu. Biết cái game này nó từ đó giờ nó up cái gì nữa. Không biết up cái gì luôn á. Lâu quá không cập nhật á anh em. Cái dạng mù công nghệ á. Trời ơi đi farm mà coi nè. Anh em thấy gì không? Con nhện là chọt nhẹ. Ủa chỗ quái nào đây? Ê chỗ này nào đây? Ủa cái này là gì vậy anh em? Cái gì mà 100 triệu yên dữ vậy? Đây nữa nè. Anh em biết cái này là cái gì comment cho mình biết á, chứ mình là coi như mình thua à. Công nghệ mình không có cập nhật được nhiều. Nên là nhờ những anh em nào đó mà chơi lâu năm á, cập nhật cho mình. Chứ mình thấy vậy là thua rồi đó. Rồi đi ra. Trời ơi khóa cửa nhốt mình trong đây luôn rồi, sao? Sao nhìn này giống ở tù quá vậy? Đây, cửa đây. Làm bỏ làm tiệt vậy thôi anh em ạ. Ủa sao giờ nó úp cái gì mà nó rộng quá vậy nè. Con này mày nhìn gì, mày nghinh gì hả? Mày bước ra đây. Mày đứng trong phạm vi bảo vệ, cái mày bắt nháo hả? Hổ báo không? Lụm lúa nó liền. Hổ báo à. Đi sẵn nghiên cứu map luôn anh em. Coi. Thôi thằng Hùng mình. Hình mình nó thấy mình thì chắc chắn là anh chạy 8 đời rồi. Không dám quay đầu đâu. Ui con gì kìa. Ủa cái tổ chức này sao tổ chức săn ngạ quỷ quá vậy? Vô ảnh có khi nào bị mấy ông nội săn không? Không phải có khi nào mà chắc chắn 100% đó anh em thấy không? Mấy thằng sách cặp táp, sách ba ly kìa. Lát lấy vũ khí từ đó săn mình à. Dám không? Dám thì cứ bước vào đây. Bước vô đây săn hả? Bị mình săn ngược lại thôi. Trời cô. Nè đây là một bạn đang treo nè anh em. Đó. Đó treo là như thế. Cái game này thì chỉ tập trung để cắm đầu cắm cổ mà treo thôi anh em à. Ngạ quỷ xâm nhập vào căn cứ của bọn chúng luôn. Sống vô. Đâu? Cha này không dạy gì mình hết nè. Căn cứ săn ngạ quỷ của người ta xong vô không bắt cái đầu, không lượt cái đầu là mai phước rồi đó anh em. Đây. Mấy này thằng út. Giác đại đau lên chừng bữa mình chứ. Thương tưởng dễ ăn lắm hả? Trên này được khác xưa trên năm trước rồi nha. Một năm trước thì trên đây yếu nha. Chạy đi, ngạ quỷ tới nè. Chạy. Không mà lúc trước không năng speed chạm lại thiệt đó anh em. Giờ năng speed thì chạy thoải mái gà máy rồi ha. Thôi được anh em. Video này hôm nay thì đánh dấu sự trở lại của mình trong cái tựa game Oral Gup này ha. Thì mình cũng mong nhận được nhiều sự hỗ trợ của các anh em, cũng như là những cái gì mà
mình chưa cập nhật được á, thì anh em có thể cập nhật đôi chút kiến thức cho mình về cái tựa game này để mình có thể chơi, cũng như là mình sẽ review những cái loại đuôi ở trong cái tựa game này ha. Tuy là loại đuôi đó thì bình thường đối với anh em, nhưng mà đối với mình thì rất là bất thường. Nên là mình sẽ cố gắng lên thành trở thành một nhân vật mạnh mẽ để mình review những cái loại đuôi ở trong cái tựa game này ha. Rồi, hẹn gặp anh em và các bạn trong video lần sau và kế tiếp của Eurogup cùng Trendly nhé. Bye bye và hẹn gặp lại anh em.